Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Mình đã kêu những cái em rồng mà còn chưa đủ cấp để cưỡi ra bên ngoài rồi nè. Hiện tại cho mấy em này ngủ một xíu đi ha. Rồi tí nữa mình sẽ chia đồ ăn cho rồng ăn sau. Giờ trước mắt thì mình sẽ cho rồng hoang dã ăn trước đi. Vì hôm nay mình cần phải nhờ rồng hoang dã giúp mình luyện ra thép rồng á. Nè, rồng hoang dã ráng ăn đi rồi giúp anh luyện thép rồng nha. Hiện tại thì rồng hoang dã của mình vẫn ở cái giai đoạn 2 thôi nên chưa có làm thép rồng được. Ô, lên đi, giai đoạn 3 rồi. Và khi giai đoạn 3 mình còn có thể cưỡi rồng hoang dã nữa nha. À, đã nha. Rồi, cũng như là đây là làm quà cho rồng hoang dã khi mà lớn luôn nè. Mình sẽ vô trong làm cho rồng hoang dã một cái bộ giáp rồng ha. Bao gồm là một cái để coi mình sẽ làm cái giáp. Bộ phận nào của xếp giáp rồng vậy ta? Giáp rồng thì nó sẽ gồm nón. Mình thấy nón khá là đẹp nè. Mình sẽ làm nón cho rồng trước ha. Một cái nón, rồi thêm một cái mền. Đủ làm cái đuôi không? Làm thêm cái đuôi nữa đi. Cái đuôi tốn có 3 khối thôi. Ok, gán làm thêm cái đuôi cho rồng ha. Rồi, còn cái cổ thì mình chưa có đủ kim cương nên chưa có làm được. Không sao, có được 3 bộ phận này thì rồng trông cũng rất là đẹp rồi. Đầu nè, đuôi nè, mình nè. Đó, mặc giáp vô nhìn đúng chiến luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ kêu rồng qua bên đây, bay lên thử cái. Đấy, bay được luôn rồi nè. Bay cũng rất là nhanh á. Rồi đáp xuống, ngồi yên ngay vị trí này đi. Một xíu thì cần phải làm việc rất là cực lực đó. Rồi ngồi đây, mình sẽ vô trong để lấy những cái thép rồng, những cái sắt cũng như là máu rồng để làm thép rồng á. Sắt ở đây nè, máu rồng thì có sẵn trong ba lô rồi. Qua đó và nhờ rồng làm việc thôi. Ý, sắp có thép rồng để làm giáp rồng rồi, sướng quá đi. Đây, máu rồng mình có 14 lọ thôi ha. Rồi cho vô 14 sắt cũng như là 14 lọ máu rồng. Đấy, và rồng bắt đầu phun lửa vô cái lò luyện rồng của mình rồi kìa. Coi. Đấy, nó đang luyện thép rồng nè. Giờ thì chỉ cần chờ đợi cho rồng luyện giùm mình thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho rồng con ăn ha. Ở đây có khá là... Ui, rồng la lớn quá, phun lửa lớn quá. Mấy em rồng này tỉnh giấc hết trơn rồi, hết ngủ luôn rồi. Coi nay Sơn cơ cái mặt kiểu ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra ấy. Ok, bữa nay thì mình sẽ lần lượt cho mấy em rồng mình ăn thêm ha. Chắc sẽ cho Night Stalker ăn thêm một xíu nữa để cho đủ cấp để cưỡi luôn đi. Night Stalker lớn lên nhìn ngầu đét ấy. Trước mắt là cho Night Stalker lên 40 ha. Đấy, cưỡi được chưa? Đó, cưỡi được Night Stalker rồi nè. Thêm một em rồng có thể cưỡi rồi. Giờ thì tới Shiva đi. Tại vì Shiva còn rất là bé luôn. Để coi cấp 25 thì có lớn hơn một xíu hay không. Chứ hiện tại mới cấp 16 nè. Còn rất là bé nè. Ăn đi cưng. Mau lớn chung với mấy anh em rồng khác. Đấy. Lên 25 thì bự hơn đường xíu rồi nè. Khổ ghê. Mummy nữa. Cho Mummy ăn tiếp. Mummy cũng lên 25 đi. 26 luôn. 29 rồi. 30 nè. Mấy em rồng này chắc là chưa cưỡi được đâu. Tại vì còn kích thước còn nhỏ quá. Giờ thì mình sẽ cho tiếp em rồng nào ăn ta. Mình còn cái này mình chia ra. À, mỗi em rồng được thêm cỡ 20 phần ăn nữa. Ok. Mỗi em 20 phần ăn là cũng khá là nhiều rồi đó. Bữa nay dư ra được đồ ăn xíu nên mới cho ăn đó nha. Shiva ăn trước đây. Shiva ăn lên cấp 47 luôn rồi nè. Nhưng mà với cấp 47 thì Shiva vẫn chưa có cho mình cưỡi luôn. Lạ thiệt á. Ok, mình sẽ cắt bớt phần ăn của mấy em rồng kia cho Shiva ha. Gán thêm 6 phần ăn nữa coi. Coi có chịu lớn hay không. Ôi, có cho mình cưỡi hay không. Hình như bây giờ có thể cưỡi được hay sao rồi đó. Cưỡi được chưa? Vẫn chưa cưỡi được. Mặc dù cấp 53 rồi.
Trời ơi Siva ơi là Siva, chừng nào anh mới cưới được em? Nuôi em đó hơi bị tốn kém luôn á. Trời đất ơi. Ồ vụ gì đây? Ủa cái vụ gì ấy? Sao con rồng cờ lan đó nó lại tự tấn công nó vậy? Có chuyện gì à? Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Ủa vô còn tấn công mình á. Bình tĩnh lại, hồi máu cho nè. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Trời ơi, bị làm sao ấy, tự nhiên tấn công. Lỡ trúng em rồng của tôi thì sao? Đừng có tấn công nữa. Rồi cho rồng ăn nè. Aptech cũng ăn đi rồi cho mau lớn. Ui Aptech lớn lên nhìn cái sừng đẹp chưa? Quá dữ luôn. Rồi Aptech cũng lên cấp 40 rồi nha. Cưỡi được luôn, quá đã quá đã. Bữa nay hơi bị nhiều em rồng mới có thể cưỡi nha. Rồi cuối cùng là cho Mummy thôi. Nè Mummy lại đây ăn ăn nốt phần ăn nè. Ôi muốn ăn à? Muốn ăn sao hồi nãy tấn công rồng của tôi? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà muốn ăn cái này còn tờ tấn công rồng tôi nữa. Không cho ăn đâu. Giận rồi. Nè Mummy ăn đi. Ui sao không cho Mummy ăn được? Này Mummy lên 40 rồi nha. Cưỡi được chưa? Ừ cưỡi được luôn. Rồng Mummy đã có thể cưỡi được rồi nha. Chỉ là đợi hình. Ủa trời trời trời, nó đánh nai son cơ của mình kìa. Trời ơi cái con rồng cà lan vô duyên đó. Trời ơi quýnh nai son cơ của mình mất nửa cái máu luôn. Kỳ cục thiệt. Vòng vòng chỗ mình đó có nhiều con rồng vô duyên quá. Thôi mình đi ngủ đi. Rồng hoang dã của mình cũng ngủ mất rồi. Sáng thức dậy để cho rồng còn làm việc nữa. Trong nhà mình vẫn còn hai cái trứng rồng. À, hay là mình up luôn nha. Nhiều khi mình up xong cái mình đi khám phá về là có trứng rồng để mình đem ra ngoài luôn á. Được được được, mình sẽ cho vô up luôn á. Ồ, hai trứng rồng này có vẻ up bên đây mới được nè. Ý. Ủa? Vậy trứng rồng Nightbringer up bên máy nào vậy? À đây đây, Nightbringer up bên cái máy chạy bằng nước ha. Ok, giờ thì mình chỉ cần đợi xíu cho trứng rồng up thôi. Ngoài này thì rồng hoang dã vẫn đang làm việc rất là miệt mài luôn. Kiểu bị chăm chỉ làm từ sáng tới giờ nè, không nghỉ ngơi gì luôn á. Đúng là em rồng hoang dã rất là chăm chỉ ha. Rồi, 10 cái thép rồng rồi nè, giỏi quá à. Thưởng luôn nha, làm việc đi, anh thưởng cho đồ ăn. Làm việc đi. Đó, làm việc chăm chỉ thì mình sẽ cho ăn những cái phần thức ăn cho rồng này, cũng như là phần thưởng ha. Đấy. Ú, giờ lên giai đoạn 4 luôn rồi kìa. Giai đoạn 4 được bao nhiêu máu rồi? 550 máu. Wow. Rồng hoang dã quá là trâu luôn. Và bây giờ khi mà gầm thét, rồng hoang dã còn cho mình cả sức mạnh cơ. Ghê thiệt. A few moments later. Đây rồi, có luôn. Vậy là mình đã có thể làm được. Ôi trời, Mummy. Trời ơi, Mummy đứng trước cái lò lên rồng bị bị rồng hoang dã nướng chín luôn rồi. Bó tay thiệt. Rồi, giờ thì mình sẽ làm cho mình cái áo giáp bằng thép rồng đầu tiên ha. Nó cộng cho mình rất là nhiều giáp luôn á. Với cả là một cái nón thép rồng. Đấy, đợi vô coi. Giáp mình nó lên thấy không? Quá trời luôn kìa. Một cái áo thôi đã cho mình 12 giáp rồi. Cái nón thì cho mình 7 giáp thấy không? Nhưng mà chất lượng của nó thì trừ hết một giáp rồi. Sugana thiệt chứ. Nhưng mà không sao. Dù sao thì cũng có giáp rồng là thấy khoái khoái rồi đó. Quá là đã luôn. Rồi, bữa nay thì mình sẽ cùng với những em rồng của mình đi tìm cái cánh cổng kết thúc ha. Mình cũng có được khá là nhiều những cái ngọc Ender rồi. Mình để trong nhà cũ này. Mình sẽ gom số ngọc Ender đó kết hợp với bột quỷ lửa để mình tìm làm mắt rồng và tìm ra cái hang rồng á. Cái chỗ son hâu á. À, đâu rồi ta? Que quỷ lửa đây đây đây. Ôi đủ không vậy? Hình như thiếu rồi. Mới làm được có 10 con mắt à. À đây, đây, đây còn nữa nè. Làm thêm một ít nữa đi. Cho chắc. Rồi 14 con mắt. Mình trừ hao ra 2 con nó bị vỡ là vừa rồi đó.
giờ thì lên đường luôn thôi. Đi, let's go, let's go. Để đi tìm cái stronghold nào. Coi thử coi. Về hướng bên này à. Ok, mình cũng muốn dẫn rồng hoang dã đi khám phá lắm, nhưng mà hiện tại á, mình chưa có tìm ra cái công thức làm ra cái món đồ có thể giữ rồng vào bên trong á, nên mình không có dám dắt rồng theo. Hiện tại thì chắc mình sẽ để rồng hoang dã ở nhà giữ nhà cho mình đi ha. Đây, rồng qua đây giữ nhà cho anh đi. Đứng trước nhà canh nha. Con nào lợi là ăn thịt nó luôn cho anh. Bảo kê nhà cho anh nha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ kêu mấy em rồng ra để đi thôi. À, bữa nay thì mình sẽ cưỡi Siva là cưỡi không được rồi. Tại vì hiện tại Siva còn rất là bé luôn, nên ở nhà chơi với rồng hoang dã đi. Mình sẽ cưỡi Aztec. Ok, cưỡi Aztec đi. Rồi, đi thôi. Cùng mấy em rồng đi tìm cái stronghold nào. Hy vọng là nó cũng gần nhà mình thôi ha, để đỡ mất công di chuyển nó xa xôi á. Ủa, sao nó lại bay qua đây? Bể nữa, có khi nào nó dưới này không ta? Cũng có thể lắm nha. Đúng rồi, nó dưới này nè. Này này nè, con mắt nó trồi lên rồi nè. Vậy là nó đâu đó dưới này thôi. Hiểu vấn đề luôn. Đây đây, có chỗ đá nè. Mình sẽ đào từ chỗ này xuống ha, cho nó tiện. Đi cúp ra. Rồi, đi xuống thôi. Cuối cùng cũng tìm ra được cái chỗ stronghold rồi. Mong rằng là mình đào ngay cái cổng luôn ha, đỡ phải đi tìm. Ủa, vô đúng không? Ừ đúng rồi kìa, mắt gián điệp. Mình mở được cái thanh tụ mắt gián điệp rồi kìa. Ồ, được quá nhờ. Mà sao cái stronghold bây giờ nhìn lạ vậy? Trong đây nó có cỏ rồi, nhìn đúng lạ luôn. Mình tưởng mình đi lạc vô chỗ công trình khác rồi chứ. Ồ, ở đây còn có thư viện nữa nè. Ồ, đây có rương luôn. Thơm thiệt. Sách, à hơi thở băng. Sách Advent. Sách Master. Thư viện trong đây giàu đến vậy à. Đã nha. Biết vậy mình đi tìm mấy cái stronghold này sớm một xíu thì đã có được những phép master sớm luôn rồi. Trong đây thì sao? Lại là sách Advent. Thêm một cái quyển sách master tiếp luôn. Quá trời quá đất, sách trong đây rồi. Vậy là phải gắng tìm thêm những cái thư viện thôi. Thư viện trong đây rất là giàu ha. Còn là sách xịn thôi hả? Một chỗ thư viện mà mình có được hai quyển master rồi. Tiếp tục là một cái thư viện. Đây là thư viện thứ hai mà mình tìm được đó nha. Vẫn có sách phép nữa này. Ui, lần này hết có. Ui, không có sách master rồi. Sách master đi. Tầng 2, à đây đây, tầng 2 vẫn có rương á. Hai quyển sách luôn. Sách. Ui, cấp tập sự. Ui, sẽ toàn cấp tập sự vậy. Trời ơi, hết hên rồi. Được hên đúng một cái thư viện bên kia thôi, bên đây nó bèo hơn rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa có tìm ra được cái căn. Ê, mình tìm được rồi. 2-1 luôn, cái thư viện đối diện cái chỗ cánh cổng luôn á. Quá tuyệt vời. Vậy thì quá đã rồi, giờ thì thấp lắp mấy cái mắt vô thôi. Nó đã có sẵn một con mắt rồi ha, mình chỉ cần lắp vô 11 con mắt thôi là sẽ kích hoạt được cái cánh cổng dẫn tới thế giới kết thúc rồi. Quá tuyệt vời. Giờ thì chắc mình sẽ vô trong đó để chiến đấu với rồng Ender luôn thôi. Chiến này khám phá sọn hầu cũng được mớ đoạn ha, khá là vui luôn á. Giờ thì bắt đầu với trận chiến với con rồng Ender ở bên thế giới kết thúc thôi nào. Đi. Ui, hồi hộp quá à. Không biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào đây. Ồ, hên. Dẫn trong đất liền là được. Giờ thì để mình trèo lên trên cái đó. Để coi rồng đang ở đâu. Ui, kìa rồng kìa. Ghê quá đi, còn đây là gì đây? Đây là cái pha lê vậy á. Ghê quá à.
Đầu tiên thì mình cần phải phá những cái kiểu như là pha lê kết thúc ha. Kìa kìa kìa. Pha lê kết thúc nè, mình sẽ dùng cái phép Isaac của mình. Đấy, để mình bắn lên trên những cái pha lê ha. Ui ui, không sao thiệt. Mặc giáp gồng quá trâu luôn. Thích ghê á. Rồi giờ mình sẽ đu qua bên chỗ cái bên. Nữa. Ui dù. Con rồng này nó canh me canh chua, nó hút mình hoài ta. Bực thiệt, mình sẽ kêu rồng mình ra để mình cưỡi rồng. Không thể nhịn con rồng Ender này được. Lại đây, Night Stalker. Đây, mình cưỡi rồng rồi nè. Xác định ngươi rồi, chứ này thì ngươi đừng hòng hút ta nữa. Mình sẽ bắn những cái pha lê này ha. Ôi da, khó trúng quá. Đấy, cưỡi rồng bắn liền. Mình không biết bay nhưng mà mình rồng mình biết bay mà. Có gì đâu mà sợ. Quá đã luôn. Ở đây còn một cái nữa nè. Phá nốt cái này đi. Rồi, còn cái nào nữa không? À, đằng kia còn một cái. Nhưng mà kiểu nó bị bao bọc bởi những cái hàng rào sắt rồi. Để mình cho rồng mình lên đây cái đã. Rồi mình nhảy qua đó mình đập ha. Rồng mình thì mình hơi lo một xíu. Không biết là vụ nổ đó có đủ sức để kiểu như là làm gục rồng mình hay không. Nên tốt nhất là tự mình đập đi. Rồi, giờ thì mình đã phá hết những cái pha lê rồi. Ui trời, sao nay tôn cơ té cái độ vậy. Giờ thì chúng ta cùng nhau xơi con rồng Ender này thôi. Mình có cái phép đóng băng ấy, nên mình sẽ thử đóng băng con rồng này coi có được hay không. Đóng băng. Mình đóng băng rồng Ender rồi. Wow. Vậy cũng được á. Đóng băng người Ender nè. Rồi luôn, con rồng bị đóng băng rồi. Con này láo nháo hả? Mình đóng băng luôn. Con nào cứ láo nháo là mình sẽ đóng băng á. Ui, rồng hết đóng băng rồi. Ui, con rồng Ender nó đánh gục rồng của mình rồi. Láo tét thiệt. Mình sẽ cho nó nếm mùi sức mạnh phép thuật của mình. Ủa sao mình dùng phép thuật không gây được sát thương cho rồng? Đây là phép cổ xưa mà. Hố đen thì sao? Hố đen cũng không có tác dụng với rồng luôn. Ui, rồng kháng phép đỉnh vậy. Ui, rồng kháng được hai phép mạnh nhất của mình luôn rồi đó. Để mình thử với cái phép mảnh băng này coi. À, mảnh băng thì vẫn tấn công được này. Vậy là chỉ có phép mảnh băng là tấn công được rồng thôi à. Thiệt tình luôn á. Con rồng này láo thiệt. Người dám đánh rồng của ta hả? Vậy thì ăn mảnh băng đi. Ừ, mình còn có bão tuyết nữa. Bão tuyết cũng không có hút được rồng luôn. Công nhận rồng Ender kháng được nhiều phép thuật ghê. Đỉnh nha. Nhưng mà nó gặp cái phép đóng băng của mình thì nó cũng chịu thua thôi. Giờ mình mới biết cái phép đóng băng có thể đóng băng được rồng ấy. Hồi nãy mình làm con rồng đóng băng cứng ngắc luôn. Nhưng mà có một cái nhược điểm là khi đóng băng mình không thể tấn công rồng á. Nên cũng khá là bất lợi ha. Nhưng không sao. Đợi một xíu con rồng này đáp xuống cái nữa thì mình sẽ kêu đệ mình ra quýnh. Quýnh nó ha. Cho nó bay lượn xíu đi. Cho nó quẩy xíu đi. Quẩy nè. Bay lượn nè. Ghĩa máu luôn. Cho nó hành. Bay lượn. Ui nó né kìa. Ui nó bay nó né ghê thiệt ấy. Né đi. Né hộ. Mình bắn mà nó bay không nổi luôn mà. Sao mà đỡ nổi. Này thì dám ăn hiếp rồng ha. Night Stalker của mình hả. Láo tét nè. Rồi, ngụm của tỏi chưa. Và rồng sẽ cho mình gì đây? À, không cho mình gì à? Cho đúng cái trứng rồng thôi. Xong phiền, vậy là chúng ta đã sửa đẹp được con rồng Ender rồi. Giờ thì mình có thể đi tới những cái đảo khác để khám phá cũng như là kiếm thêm đồ á. Đâu rồi ta? Nè, bên đây có cánh cổng nè. Mình sẽ hái những cái cây chứa những cái ngọc Ender này. Rồi chúng ta phóng qua bên đó và đi qua những cái đảo khác á. Hy vọng bữa nay mình có thể tìm được thành phố kết thúc. Tại vì mình nghĩ rằng á, những cái thành phố kết thúc mà có con thuyền kết thúc thì nó sẽ chứa rất là nhiều sách phép trong đó. Mình nghĩ vậy thôi, nhưng mà
chưa biết có phải như vậy hay không. Hy vọng là vậy ha. 5 minutes later. Cuối cùng cũng có được thành phố rồi. Mà thành phố đầu tiên mình gặp lại là thành phố có thuyền kết thúc luôn nha. Đã thiệt chứ. Rồi đáp cà len ơi, đầu tiên thì mình sẽ lượm cái đầu rồng trước. Ê, từ từ. Tới cái thành phố kết thúc mà lọt xuống dưới là quê lắm á nha. Bởi vì đi cho nó cẩn thận cái chân mới được. Lạng quạng là khóc. Là nghĩ về đấy, không đùa. Rồi dưới này có con Sugar nên mình sẽ dùng biện pháp hòa bình ha. Đóng băng đó là xong, khỏi đánh. Đóng băng đó là được rồi. Trong đây thì... ôi, nó không cho mình sách phép rồi. Buồn quá vậy. Nó không có cho mình sách phép á. Hơi Sugana nha. Trời ơi. Hay. Thôi kệ, biết chấp nhận sự thật, biết sao giờ. Không có thì mình cũng... Ui, con này. Đóng băng nó. Đóng băng nó lẹ. Dùng biện pháp hòa bình đi, mình không sẽ không tấn công nó đâu. Trừ một số con nó láo quá thì mình mới tấn công thôi. Ôi, qua đây cho anh. Thôi em đồng không chịu thì thôi, mình sẽ đu dây con bển luôn được. Mình chịu khó mình đu dây một xíu đi. Nhiều khi mình nhờ giải gồng, gồng cũng không chịu nữa. Đấy, mình đu dây như tặc găng vậy đó. Giết thì giống như tặc găng luôn rồi. Pháp sư mà giết giống như tặc găng luôn rồi đó. Ôi da, ai da. Đu dây quá. Đu dây thất bại rồi. Lại nó. Rồi. Kiểm tra coi, trên này có rương không? Có rương. Trong cái khó ló cái rương. Rồi, lượm cái rương trước đây tính tiếp. Đây. Sao nó không như tưởng tượng mình nhờ mình. Trong đầu mình nghĩ ấy, thành phố kết thúc sẽ chứa rất là nhiều đồ các thứ để mình lúa tay. Nhưng không. Thành phố cái gì mà bèo dữ không biết luôn. Ở đây cũng không có rương. Hết rồi. Rồi luôn. Vô thành phố lụm được có đúng cái rương vàng với mấy cái đồ cường quá. Bèo như cái bánh bèo thiệt. Chuyến đi này coi như là cũng có chiến lợi phẩm mang về ha. Đầu tiên là mình sẽ có được một cái trứng rồng Ender nè. Kế tiếp là một cái đầu rồng Ender luôn. Quả là đã. Bên cạnh đó thì mình còn có được khá là nhiều những cái sách phép thuật mới luôn. Chắc bây giờ thì mình sẽ gom ra và học nha. Một quyển, hai quyển, ba quyển, bốn quyển, năm quyển, sáu quyển, bảy quyển. Bảy quyển hả ta? Khó vậy. Rồi, xong. Năm quyển. Năm phép mới toanh luôn đó nha. Đi ngủ hay là test luôn nha? Test luôn, sợ gì, phép mới là phải test liền. Đầu tiên. Ui da, da, da. Sao mới test đã tạo ra zombie rồi? Test chưa được một phút nữa mà tạo ra nguyên một đàn zombie rồi. Quá trời chóng mặt ơi. Không biết đây là phép từ cái quyển sách nào nữa mà ghê quá à. Test phép khác đi, nguy hiểm đấy. Quá là ghê gớm luôn. Phép đầu tiên mình học được trong ngày hôm nay là phép bắn ra quả cầu lửa ha. Ghê đấy, quả cầu lửa này cũng mạnh phép đấy. Hai quả cầu lửa là có thể gục được một con zombie ha. Trung bình thì nó sẽ tấn công được cỡ 10 máu đấy. Ok, một phép tấn công. Tiếp theo là phép có tên là Golden Beam. Cái đòn đánh này khá giống cái con giám hộ ở trong thủy cung ấy nha. Hiệu ứng đòn đánh y gan con giám hộ luôn. Nhưng mà tấn công nó không mạnh cho lắm. Và phép thứ ba mình học được có tên là Vampire Rims. Kiểu như ma cà rồng á. Vampire Rim này. Ui làm sao? Mình khát máu hả? Là như thế nào? Tức là khi mình có cái hiệu ứng này là mình sẽ đi hút máu mấy con khác hả? Ghê hả? Sao dưới chân mấy con này nó có cái hiệu ứng gì ấy? Nhìn thấy ghê quá hả? Ui, hôm nay học phép toàn là phép lạ thôi. Còn cái phép này là dùng để làm gì đây? Mình vẫn chưa test được cái phép này này. Mình sẽ thay thế cho cái phép đóng băng của mình. Để mình test nốt luôn. Ui, bữa nay học phép gì đâu mà
bất ổn mà, toàn là tạo ra zombie thôi. Lạ thiệt. Ơi, à biết sao mình ép không được rồi, tại vì hiện tại cái gậy của mình chỉ mới cấp tập sự thôi, chưa ép được phép master. Đúng. Vậy mình phải test trên cái găng tay thôi. Hàng gì nãy giờ thấy sai sai, ép hoài mà nó không có nhận. ép sai món đồ à. Rồi, giờ thì có thể test được phép master nè. Để coi hôm nay học được phép gì đây. Cái gì? Ủa cái gì mà... đây là phép triệu hồi thiên thạch à. Ui, phép này tàn phá ghê quá. Này, thiên thạch nổ hư hết địa hình xung quanh rồi. Nguyên một đàn zombie hả? Mình sẽ kêu thiên thạch xuống luôn. Thiên thạch nè. Ui, nhưng mà mấy con này trâu quá. Một thiên thạch không oxy. Hên là phép này mình test ở ngoài trời á. Mình mà test trong nhà là xác định luôn rồi. Mà cái phép này khó nhắm quá rồi đi. Ui, bữa nay mình test phép đâu đâu á ta. Thôi đi ngủ đi. Ui, trái cây ơi. No. cây của tôi. Ui, cháy. Dập lửa. Cháy. Ok. Lại gặp dùng bắn rồi nè. Đã nha. Mình đã có lò luyện rồng lửa rồi. Giờ nếu mà mình săn được nhiều rồng băng hơn thì nhiều khi mình lại có thể làm thêm cả lò luyện thép rồng băng đó nha. Được thiệt sự. Với cả là từ đầu tới giờ mình rất ít khi gặp rồng hoang dã băng luôn á. Mình cứ tìm mãi mà chả thấy nó đâu ấy. Sao rồng hoang dã băng lại khan hiếm như vậy ta? Kỳ lạ thiệt. Phải gán tìm mới được. Ui, ở đây nó có lỗ gì đây? Yêu. Cái lỗ gì vậy? Oh my god. Man. Này. Vô được không? Cái này phải nhét cái gì vô ấy? Kiểu nó phải nhét cái vật phẩm gì vô cái chỗ đen đen này này. Mình nghĩ vậy. Ui, ở đây nó có cái dòng chữ cổ như này. Ghê quá à. Ui, tốt nhất là không nên đụng vô, ghê quá. Lỡ ngỡ là toàn luôn á. Để mình đi dạo một vòng đây coi. Có con rồng nào không? Ui, đây rồi. Mình đã gặp được một con rồng băng rồi. Để coi bữa nay có phép gì tấn công rồng băng không? Có phép lửa nè. Ui, nó đang phun băng bên kia. Ghê quá đi. Bình tĩnh lại nè. Con rồng băng này, mình sẽ nướng đó. Ta sẽ nướng ngươi. Bắn cầu lửa nè. Ui, bắn cầu lửa không ăn thua. Chắc mình phải kêu ra zombie quýnh tiếp mình thôi. Cũng như tấn công bằng đòn Arcane Beam ha. Arcane Beam. Ui, đâu vậy? Bình đòn zombie quýnh tiếp ta đi. Kỹ năng cổ xưa nè. Lần này đối đầu với rồng băng có vẻ hơi căng rồi. Rồng băng rất là lì luôn á. Ui, mình tấn công cái đòn này vô người nó cả 30 giây rồi đó mà nó chưa chết này. Nó còn 70 máu thôi. Cố lên. Yes. Cuối cùng mình cũng đánh bại được một con rồng băng rồi. Nhờ kỹ năng Arcane Beam á. Lúc đầu thì có vẻ kỹ năng này không ăn thua đối với con rồng, nhưng mà một lúc sau thì nó gây được rất là nhiều sát thương cho rồng á. Quá là đã luôn. Giờ thì lấy vảy rồng thôi. Để coi được bao nhiêu vảy rồng nào. Được 23 vảy rồng à. Thôi kệ, có là mừng rồi. Tự nhiên bữa nay gặp được rồng băng ta, hên vậy. Vậy là mới mốt mình phải chăm chỉ đi qua vùng băng này hơn thôi. Không biết là vùng băng còn có cái trứng rồng mà nào khác hay không ha. Hổng rài đi vùng băng thì mình chỉ gặp được cái tổ rồng kiểu như là chứa cái trứng sắt thôi à. Su gà na thiệt. Thôi, gán đi thêm một đoạn nữa đi. Thử coi. Bữa nay có vẻ mình có duyên với vùng băng nữa. Đi lãng vảng ở vùng băng này cũng được một lúc rồi. Chưa ra khỏi nữa nè. Nên cứ đi tiếp thêm. Biết đâu mình lại gặp may mắn á. À, mình còn gặp một ngôi làng nữa chứ. Ui, ở dưới có hai bác đang thì thầm thỏ thẻ cái gì kìa.
Ui trời ơi, nhìn tình cảm chưa? Úi giời, úi giời, ngại ngại ngại. Trời ơi, ngại đâu nữa. Thấy mình là nhìn cái ngại. Trời à, ngại ngùng gì nữa chứ. Ồ, có nhà bác họ Ràng, vô coi thử coi. Ồ, bác họ Ràng này có bát súp này. Ăn thử rồi, ủng hộ bác dân làng ha. Súp ngon, súp ngon đấy. Ăn vô hơi chậm một xíu nhưng mà không sao, súp ngon, súp ngon. Còn, có cục Waystone. Ý. Được nha. Có cục Waystone vậy mình về cho nó nhanh. Đỡ phải nhờ rồng bay về cho mệt á. Đi về nhà một cái cấp tốc luôn. Rồi, nói chung thì ngày hôm nay mình đã kiểu như là nuôi lớn được rồng hoang dã để giúp rồng, để nhờ rồng hoang dã giúp mình luyện ra thép rồng và làm được cái áo giáp cũng như là nón rồng rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng đánh bại được rồng Ender bằng những cái phép thuật trước đây của mình. Trong đó có cái khả năng đó chính là đóng băng cả con rồng Ender luôn. Mình không tin là mình có thể đóng băng được nguyên con rồng bự như vậy luôn á. Và trên này thì trứng rồng Nightbringer cũng như là trứng rồng Nether cũng đã được mình up xong rồi. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ farm thịt bò để chúng ta có thêm nguồn thức ăn để nuôi lớn thêm hai em rồng mới này á. Chứ bây giờ là mình quá trời rồng rồi đó, nuôi muốn không sể luôn ấy. Nhưng không sao, càng nhiều rồng thì càng vui mà. Rồi, và cũng các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.